Cuối cùng thì ta cũng đã luyện thành công quả trứng ma sói này rồi. Tứ trụ, các ngươi sẽ phải trả giá. Ta sẽ cho các ngươi thấy được sức mạnh của ta. Trời đã dần sáng rồi. Trời ơi là trời, hôm nay sao trời đẹp quá vậy ta. Làng Hero Team đúng thật là quá đẹp luôn các bạn ơi. Hay, hôm nay nè, Phong quyết định Phong đã dậy sớm mấy bạn ơi. Để hôm nay Phong đi tập thể dục nè. Mấy bạn cũng phải là nhớ là hãy tập thể dục thật là nhiều để khỏe mạnh giống như Phong nha. Ok, chúng ta cùng nhau tập thể dục nha bạn. 1, 2, 3. What the hell? Trời, cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh Dịch. Anh Dịch gì? Làm cái gì mà anh đứng trên nóc nhà của em vậy? Anh đang test siêu năng lực mới, nhìn anh nè, thịt khói thịt lửa nè, trông ghê không em? Trời ơi là trời, Dịch ơi là Dịch, anh làm như vậy là toang nóc nhà em rồi. Cái nóc nhà em có chút ép à, mà Dịch biến thành siêu to khổng lồ, rồi Dịch dậm dậm như vậy rồi bể nhà em sao? Xuống đây, xuống đây. Hả? Bể chỗ nào đây này, anh cần cái búa này, anh nện vô cho nó là hết. Quay, bậy nha, cái búa của anh to vậy mà anh đập vô nhà em cái là bể đôi cái nhà em ra luôn á. Xuống đây nhanh lên coi, nhanh lên. Ha. Trời anh ơi, giới thiệu với em, từ nay anh sẽ từ bỏ hình ảnh của một pháp sư yếu đuối. Anh đã gọi là sắm sửa cho mình một bộ y phục mới, một vũ khí mới, khiến cho anh trở nên mạnh mẽ. Trời, nhìn anh mạnh mẽ không? Em không biết anh có mạnh mẽ hay không mà em thấy anh mạnh mẽ lắm rồi đó. Thôi, anh làm ơn anh biến lại nhỏ bình thường giùm em cái. Ôi trời. Hay, Dịch ơi là Dịch, anh làm cái gì vậy? Wow, sao hôm nay đồ của Dịch mặc nhìn đẹp quá vậy? Trời ơi, đã nói là từ nay anh lắm mạnh mẽ mà giờ anh không làm pháp sư đứng đằng sau chọc 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 nữa. Mà huấn nhộ là anh lao lên là anh tăng cơn cầm cái búa anh đập vô cái đầu nó cái phạt. Từ từ anh coi chừng anh quơ búa trúng em cái là em chết thay con quái vật luôn bây giờ ấy. Ơi trời ơi, Dịch hôm nay sắm bộ giáp bằng vàng đẹp quá nha. Ủa rồi còn cái gì cây búa gì mà to đùng vậy anh? Giới thiệu với em, đây chính là chiếc búa làm bằng vàng 9 con búa. Alo 9, 3 búa con 9. Trời ơi, ghê vậy, đâu cho em mượn xíu được không? Em mượn xíu được không? Nè, trông cẩn thận á, cái búa to vậy. Búa mới búa bên vai vậy á. Nặng quá, trời ơi, cầm có xíu mà muốn gãy tay luôn mày ơi. Trời ơi, cây búa này hình như là chỉ có một mình Dịch mới cầm được thôi đúng không? Đúng rồi, cây búa này em biết cây búa của Thor ở trong Marvel. Em biết. Ủa cây búa này nó cũng giống cây búa của Thor hả? Cây búa này được sản xuất cùng một series cùng mã hàng với cả cây búa của Thor luôn. Wow, trời ơi, xịn sò con bò vậy anh. Wow, trời ơi bạn ơi, Dịch hôm nay sắm được bộ vũ khí quá đẹp luôn mày ơi, bộ giáp cũng đẹp nữa. Ủa gì kìa? Ôi, rô kìa. Rô. Qua đây chơi, Trời, đang định đi kiếm em với Dịch được, anh muốn khoe cái này đẹp lắm. Ủa? Xịn sò lắm. Khoe gì? Khoe gì đâu, cái gì đâu, cho em coi. Nha. Anh vừa đi săn được cái này rồi à. Ôi trời. Trời, cái gì mà nhìn nó ghê quá vậy, nó còn thở nữa kìa, cái này là gì vậy anh? Cái này á, cái hôm trước á, anh vô hang sói, anh giết mấy con ma sói á, anh lấy được cái trứng của tụi nó rồi. Hay đẹp không, anh định về chiên ốp la. What the hell, anh mới nghe tin ma sói đẻ trứng luôn. mà cái quả trứng này nhìn nó ghê quá Dịch ơi, Dịch coi kìa, cái quả trứng gì đâu mà lần đầu tiên em nhìn thấy một quả trứng màu đỏ nè. Mà nó còn có thêm mấy cái mắt gì mà nó cứ nổi trên cái quả trứng rồi nó còn thở hổn hển nhìn ghê quá. Thôi vậy rồi. Ủa? anh làm ơn anh đem về giùm em đi, nhìn gớm quá. Ủa cái quả trứng này rốt cuộc đâu mà kiếm về làm chi vậy? Ủa anh kiếm quả trứng này làm gì? Em định offline cho 10 ăn trúng. Thôi bỏ đi anh, quả trứng này nhìn thấy ghê mồ, em không dám ăn đâu, anh đem về anh ăn mình anh đi. Ôi trời, vậy là hai đứa mà không ăn đem về đi gớm mấy mồ. Rồi đừng hối hận nha, không ăn thôi, tao đem về người ta trưng. Trời ơi, anh đem về. Anh đem về anh ăn mình anh đi. Trời ơi bạn ơi, thấy ghê quá. Mình không hiểu sao mà ông Rô ổng kiếm được cái quả trứng gì đâu, nhìn thấy gớm thấy mồ, ai mà dám ăn. Vậy đây anh, em hỏi thiệt nha, anh có dám ăn quả trứng đâu? Trời ơi có khùng đâu mà ăn trời. Quả trứng nó trời là nhìn trông nó phập phồng nè. Rồi con mắt anh nè, ăn vô rồi dính thì rung sáng rồi xong dính thì HIV sao trời. Ôi ăn vô cái lỡ bị bệnh hay gì nữa là chết luôn á. Trời ơi bạn ơi, các bạn nhớ nha, mấy bạn đừng bắt chước Rô nha. Không nên gọi là thấy cái gì cũng ăn nha bạn. Cái gì trên đời này có nhiều cái nó độc hại lắm, cho nên là hãy ăn những cái gì mà chúng ta biết được rằng là nó an toàn, chứ không phải là cái gì bả cái gì cũng ăn đâu nha các bạn, nguy hiểm lắm á nha. Thôi được rồi, thôi bây giờ mình nghĩ rằng là mình phải về nhà đây. Bye bye Dịch nha, tạm biệt Dịch nha, bye bye. Ok trời, trời khi nào thôi hư nhà cần sửa nhà kêu anh nha. Thôi dẹp đi anh, cái búa của anh đập cái bể nhà em luôn á chứ sửa gì. Hey, quên, từ nãy giờ mình quên chào bạn. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mirror World đấy bạn ơi. Thì hôm nay nè, mình đã quay trở lại làm thêm một video gọi là
tứ trụ diệt quỷ cho các bạn xem rồi đây. Và nếu như các bạn thấy thích video này, đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình cùng với các thành viên của Hero Team đó nha mọi người nha. Ok. Còn bây giờ thì thôi vào nhà thôi, trời ơi trời, mệt mỏi quá. À mà quên nữa, đúng rồi, hôm nay mình có cái này muốn khoe cho bạn nữa bạn ơi. Hồi nãy bạn thấy cái vũ khí của dịch cây búa nhìn đẹp không? Nhưng mà vũ khí đó chưa là gì đâu nha. Mình sẽ dẫn mấy bạn vô căn cứ bí mật của mình. Mình có một cái vũ khí này còn xịn hơn cây búa của dịch nữa. Đây đây, mình cho bạn xem nha. Đây, đây là căn cứ bí mật của mình, nằm ở trong toilet các bạn ơi. Đó, các bạn sẽ nghĩ rằng là tự nhiên căn cứ bí mật bỏ trong toilet đúng không? Nhưng mà không phải đâu, bạn hãy xem đây. Bước vô toilet, chúng ta sẽ cần phải nhập mật khẩu, là bấm vô toilet nè, bấm tít 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 nhập mật khẩu nè, xong nó sẽ mở cửa ra. Đó. Rồi là chui xuống đây. Ê. Bên dưới toilet chính là một căn phòng gọi là nghiên cứu của mình bạn ơi. Bạn coi này, thấy không? Bọn mình đang nghiên cứu chế tạo robot các kiểu luôn nè, nhìn xịn sò chưa? Ê, ok. Và đây là dạng PC của mình. À quên nữa, còn đây là vũ khí mình đang tính nói với các bạn nè. Đây đây đây, mình sẽ lấy ra cho các bạn coi nha. Đó. Mấy bạn thấy cái gì trên tay mình không? Đây chính là cây rìu của mình đó bạn ơi. Nhìn ghê chưa, nhìn bự chưa. Trời ơi, cây rìu này ha, mà gặp quái vật mình chỉ cần chém nó một cái thôi là bởi cái đầu nó làm đôi luôn đó bạn ơi. Xịn chưa? Cây búa, cái cây búa của dịch thì làm sao mà đẹp bằng cây rìu của mình được đúng không? Ok, thôi bây giờ mình phải làm việc đây. Sao người mình nóng quá vậy ta? Ăn có quả trứng thôi mà sao nóng quá vậy? Khó chịu quá, khó chịu quá. Ây da, trời ơi mấy bạn ơi, mấy bạn coi thanh máu của mình kìa mấy bạn ơi. Mình còn có 8 máu à. Hồi nãy mình cầm cây rìu mình quơ 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 lại, xong mình chém nhầm vô cái đầu mình. Thế là bây giờ mình bị mất máu quá trời luôn. Trời là trời, mình phải qua bên đây mình nhờ Sim gọi là hồi máu cho mình được. Sim ơi, Sim phù thủy. Sim. Ủa? Dạ. Ê Sim ơi, cứu tôi với, tôi sắp chết rồi, tôi còn có 8 máu à. Trời ơi trời, bà làm ơn. Ủa? Bà làm ơn bà hồi máu cho tôi đi, bà là phù thủy mà, giúp giúp tôi với. Rồi, trời ơi, tưởng gì, tôi tưởng chết thiệt rồi chứ gì nè. Ok. Yeah. Wow, mình hồi lên 100 máu lại rồi bạn ơi, trời ơi, đảo quá vậy. Ôi, mà khoan, tôi còn đói bụng lắm, từ từ cho tôi xin ít cà rốt nha. Trời ơi, đói bụng quá. Trời. Ai nhưng mà Sim ơi, nói thiệt luôn nha, trong team của mình á mà có một phù thủy giống như bà hồi máu giùm cho mọi người cái kiểu á, với lại bà biết phép thuật á, thời luôn, tiện ơi là tiện luôn á. Trời ơi, không có gì mà. Trời ơi trời. Hay. Ủa Sim ơi, Sim, bà có mới nghe cái tiếng gì không vậy? Tôi có. Ủa cái gì ghê dữ vậy? Hình như là tôi mới nghe cái tiếng của con gì đó gừ gừ thì phải. Trời ơi là trời, tối rồi mà không để cho ai ngủ, con gì đó gừ gừ nó kêu ta. Bây giờ mình phải qua mình hỏi dịch mới được. Ai, trời ơi trời. Mình nghĩ rằng là chắc là ông dịch, ông ngủ rồi, ông ngáy bạn ơi. Trời ơi. Dịch ơi. Ủa, dịch ngủ rồi à? Dịch. Dịch đây. Dậy. Dậy anh ơi. Trời ơi trời. Anh làm cái gì? Là hôm qua tặng du đích nhà người ta vô văn quá vậy? Cái gì mà vô văn quá? Anh ơi là anh có biết gì không? Người ta đang ngủ tối mà tự nhiên không anh ngủ mà anh ngáy khò khò vậy, ai ngủ được hả? Trời ơi, ngáy hồi nào, ngáy hồi nào trời, tính là anh ngủ rất là nhẹ nhàng, là nhìn anh nào ngủ là ủa? Ủa? Đó. Ủa đúng hả? Ngủ qua là ngủ cực kỳ duyên dáng, cực kỳ thanh lịch, kêu anh ngáy khò khò nào anh đâu phải tim mới đâu. Ủa hồi nãy cái tiếng, ủa vậy là cái tiếng ngáy đó là của ai? Ủa hình như cái đó cũng không phải là tiếng ngáy nữa, hay là rô ta? Đâu đâu, mình qua nhà rô xem thử coi. Ủa cái gì vậy trời? Em không biết nữa, mọi người qua đây coi, em mới vừa nghe có cái tiếng gì nghe ghê lắm. Ủa cái gì vậy? Thằng rô nó bị mộng du sao mình ở đây đứng chứ được vậy? Ủa tự nhiên rô đứng ngoài sân vậy? Ủa? Ê, gì vậy? Anh ơi, anh Dịch ơi, hình như cái tiếng gừ gừ hồi nãy là tiếng của Rô hay sao á. Ủa, bình thường thằng Rô lặng nó thanh cao lắm mà tao Rô. Tự nhiên hôm nay giọng của Rô nghe y như là bị dướng cái gì trong miệng hay sao á, nghe ghê quá. Ủa, bỗng bị gì vậy? Đổi quá, đổi quá. Cái gì vậy? Ui, siêu hỏa thành con gì vậy? Ôi trời, Dịch ơi, hình như là Siro hóa thành chó sói rồi anh ơi. Ui, cái gì Siro hóa chó sao? Em cũng không biết nữa. Đâu, để mình coi thử coi. Trời ơi, ổng bị gì vậy? Trời ơi, nguy hiểm quá vậy. Trời ơi. Anh ơi, không nhận gọi là hóa chó sói mà còn là chó sói khổng lồ nữa. Anh ơi, hình như là ổng đang nhìn chúng ta phải không? Ôi, chạy.
Trời ơi! Không, bậy, xem mi quăng lại đây, mình chạy cho lẹ thôi. Xem ơi, xem ở lại. Xem ở lại cho chó sói ăn thịt đi, để cho bọn tôi chạy xem ơi. Trời ơi, chạy nhanh quá, bọn ơi, giờ làm sao được bọn ơi, cứu cái bọn nó đâu. Trời ơi, à, cứu tôi với. Ui, sao đó, chạy đi, bọn ơi, lột gạch và đứt ăn kia.